Với tình hình thời tiết nhiều bất lợi như năm nay, ảnh hưởng không nhỏ đến việc xử lý ra hoa sầu riêng. Tình trạng cây ra mắc cua gặp mưa bị đen và rụng làm nhiều nhà vườn như ngồi trên đống lửa. Bên cạnh đó, bệnh tháng thư cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Để phòng tránh thì bà con cần thường xuyên thăm vườn, cân bằng nguồn dinh dưỡng hữu cơ và hóa học trong thời gian nuôi bông, phun thuốc phòng trừ tháng thư bằng các hoạt chất như là Robinef, Hexaconazole, đảm bảo cung cấp đủ nước mà không gây quá nhiều ẩm ướt. Điều này sẽ giảm nguy cơ mắc cua bị đen và rụng. Bổ sung trung vi lượng cần thiết giúp phân hóa mắc cua tốt hơn. Có thể sử dụng phân bón lá cơm bi kết hợp với các chất kích thích sinh trưởng như là GA3, NAA, giúp mắc cua ra đều và không bị đen. Khi mắc cua bị đen và rụng nhiều quá thì bà con nên cân nhắc lọc bỏ toàn bộ số mắc cua đó và tạo lại một đợt mắc cua mới. Có thể sử dụng Baclofen để rút ngắn thời gian phân hóa mầm hoa.